Xin chào mà mấy bạn nha, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến, và xin chào mà YouTuber của Nguyễn Tuấn. Một buổi sáng và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Thì hôm nay thì Nguyễn Tuấn thì cũng chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình hay và trong buổi sáng này đó. Tại vì mình cũng mà nói đến mà một bạn hết ta là HD mà quê lốc. Trong thiện âm bên bờ vũ trụ, thầy Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, thầy ông nội và năm chú tiểu và các nghi cô ông chủng, họ đã đứng lên dạy những các mà năm chú tiểu học điều hay lẽ phải, học rất là nó điều tốt, nhưng mà không dạy những gì điều sai. Trong thiền âm bên bờ vũ trụ, họ sống rất là tốt, rất là an nhàn, rất là vui vẻ, nhưng mà họ không bao giờ lo về nguyên cái chuyện đời của mà cái xã hội, dù ai nói như thế nào họ không mà quan tâm và họ không giờ mà nó bận tâm. Nhưng mà trong đoạn video này thì á, bây giờ là nói đến mà cái một bạn tên là mà HD mà quay lóc nè. HD mà quay lóc, bây giờ tao hỏi mày, tao mày đó thấy mà thầy ông nội làm những điều gì mà nó sai không? Mày đứng lên mà mày bôi nhọ, mày đi xúc phạm và mày đi xuyên đạt người ta, điều đó là hoàn toàn là nó sai trái. Mày làm những đoạn video mặc áo của thầy ông nội và để gâu, mày đứng lên mày xúc phạm và mày đánh mất hoài những cái nhân phẩm và cái mà nhân cách của người ta. Như vậy đó là mày á, làm như vậy mày coi xem lại mày có đúng hay không. Mình là người đàn ông, mình là người con trai, mình làm đâu đâu ra đó đàng hoàng. Mình nói là mình phải có cái chứng cứ đàng hoàng. Nhưng mà đừng có mà đi ăn vua và ăn hùa đi theo những mà mấy người kia, tôi thấy hoàn toàn là nó không có đúng. Trong chổng á, người ta đã làm những điều gì mà sai? Nếu mà trong thiền âm bên bờ vũ trụ á, có sai á, thì á, người ta gánh á, người ta chịu hoàn toàn là nó trách nhiệm. Nhưng mà còn mày á, đứng lên mày làm những đoạn mấy cái video, mày đứng lên mày xúc phạm người ta á, như vậy là mày hoàn toàn mày đúng hay sai? Bộ mà có ai mà có cái đầu óc mà họ mà có cách mà nó suy nghĩ như mày sao? Những người nào mà đứng đằng sau mà ủng hộ cho mày á, hoàn toàn họ là bị mù, bảo đảm luôn, họ chưa mà hiểu về mà trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ mà ra sao, bởi vì họ mới mà ủng hộ cho mày đó thiệt á. Nhưng mà thiền âm bên bờ vũ trụ, người ta hiện bây giờ đang nuôi hai bé trẻ sơ sinh rất là ngoan, rất là tốt, và cho ăn và cho học rất là nhiều, và cho được mà uống sữa và chăm sóc rất là nó tận tâm và nó tận tình. Bây giờ là em hỏi mấy anh chị và mấy bạn bè, em hỏi qua mấy anh chị xem mà cái hạng mà HD mà quay lốc này nó làm như vậy là hoàn toàn nó đúng hay không? Nó đứng lên mà nó xúc phạm và danh dự và nhân phẩm và cái tính cách hoài hoài và những mà rất là nhiều người khác, làm những mấy đoạn video mà nói chung á, coi nó làm á y chang là nó diễn hài á, nó làm chị mà nó tào lao không à. Trong hiện âm bên bờ vũ trụ, họ sống rất là an nhàn, họ chịu những gì mà trong mà dư luận mà và xã hội. Nhưng mà trong hiện âm bên bờ vũ trụ, họ không bao giờ nói đụng chạm đến ai, họ không bao giờ mà xúc phạm ai hết. Nhưng mà có những mấy người khác đứng lên và moi móc và xuyên tạc về mà trong hiện âm bên bờ vũ trụ. Nhưng á, bạn bè và mấy anh chị xem đi xem lại và hiểu rõ
hoài câu chuyện trong hiện âm anh bảo trụ dùm em. Họ sống rất là tốt, họ bị những mấy người khác hoài nói đó hoàn toàn là đúng. Thầy Hoàng Nguyên, Hoàng Nhất Nguyên và thầy ông nội dạy cho mà năm chú tiểu mình đóng được một bộ phim, nói chung tại vì là nó rất là hay, coi rất là tốt. Bộ phim đó là Phật Truyền Đạo của mà Pháp Tâm đóng. Pháp Tâm đứng lên đóng một vai diễn dạy cho những cái gì cho chúng ta hiểu và dạy cho những gì có thể, không dạy những điều gì sai, dạy những cách là điều tốt. Nhưng đã có nhiều người đứng lên và quy chụp hoài bộ phim đó và rất là nhiều và quy chụp cho mà trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ. Họ quy chụp trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ hoàn toàn đó là nó không có đúng. Họ không tìm được cái bằng chứng và cái chứng cứ ra sao. Họ lấy những thông tin bị đặt và nó xuyên tạc và bôi nhọn cho mà thiền âm bên bờ vũ trụ, đặng cho người ta đi mà nó xạo xáo rất là nhiều, đi bàn tán. HD Vlog, tao mong rằng mày hiểu như thế này, mày bớt lại và mày cũng bỏ những cái gì và cái tôi quay đầu là bờ, đừng làm những chuyện mà nó tào lao mà như vậy nữa. Nó là thiệt, mình là người đàn ông, mình là người con trai, mình phải làm những chuyện gì cho đúng đàng hoàng, tìm hiểu nguyên do và nói chứng cứ từ trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ và nghe theo và nghe những gì trong thiền âm bên bờ vũ trụ người ta đang làm và người ta đang nói. Đừng có nghe và một lời mà theo mà những mà qua những cái hình gốc nào đó mà không đúng về cái sự thật rồi mình cũng đi ăn vua và mình cũng chửi mà theo đang. Bây giờ đoạn video này thì em cũng tạm ngừng mà nó tại đây. Thì mong mấy anh chị mình thấy, nếu mà thấy được thì hay thì cho em mà nút đăng ký và chia sẻ. Và em cũng mà chào tạm biệt và mấy anh và mấy chị và một buổi sáng và đầy vui vẻ. Tại vì em đang trong mà quán cà phê vậy. Tại vì hôm nay thì em cũng có đôi lời này cũng và nói tâm sự và chia sẻ và gửi đến cho mấy anh và mấy chị và một bạn tên là HD mà qua đốc. Xin chào mấy anh chị ạ.